cảm nghĩ của anh về lớp học. Lớp học rất là tuyệt vời. Mình đi bữa nay là buổi thứ ba rồi mà mình rất là thích. Nó chẳng những là tốt cho con mình mà mình nghĩ nó còn tốt cho cả bản thân mình nữa. Dạ. Cốt tốt cho bản thân anh ở chỗ nào? Anh có lời gì khuyên cho những người cha, người chồng khác ở Việt Nam không ạ? Nhiều khi mình đàn ông mình hay mình cứ hay chắc những điều mà mình nghĩ là đúng với là mình biết rồi, nhưng mà những khi mình không có hành động, không có làm. Yeah. Thì đi những buổi này mình giống như là những lời nhắc nhở lại để mình làm những cái chuyện mà nó rất là căn bản, nó rất là con nít, nó rất là hay là ngay cả mình đối xử với con và đối xử với vợ mình cũng vậy. Thì nó rất là tốt cho đàn ông. Dạ cảm ơn anh rất nhiều. Dạ chào anh ạ.